Lúc 21 giờ 30 phút đêm qua 22 tháng 5, chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chuyến thăm Việt Nam chính thức của Tổng thống sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến 25 tháng 5. Tháp tùng Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam lần này có Ngoại trưởng John Kerry, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Tess Osses, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cùng hàng loạt quan chức cấp cao khác. Sau nghi lễ chào đón của Việt Nam tại sân bay Nội Bài, Tổng thống Obama đã được hộ tống về khách sạn Marriott vào lúc 22 giờ cùng ngày. Sáng ngày 23 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa đôi bên và cùng chủ trì cuộc họp báo chung. Cũng trong ngày 23 tháng 5, Tổng thống Obama sẽ cùng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua ngày 24 tháng 5, Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp gỡ các doanh nhân, thanh niên tại Hà Nội và bài phát biểu quan trọng về quan hệ song phương tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tổng thống Obama cùng phái đoàn sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 24 tháng 5 để tham gia sự kiện về thương mại cũng như gặp gỡ nhiều đại diện doanh nhân nổi bật tại đây. Cũng trong ngày 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ sẽ gặp gỡ các thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Sau đó, phái đoàn Tổng thống Mỹ sẽ rời thành phố Hồ Chí Minh để sang Nhật Bản.